trời ơi, mỗi lần em cứ về cái nhà này là nhìn cái nhà cửa nó cứ vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy đấy. Nghĩ mà tội thân phận cho cái gia đình của em. Nhà có mỗi một mẹ một con thôi, cứ đi làm cả ngày về là không bao giờ thấy bóng dáng của nó. Cái gì em cũng tự làm cả, đi ra ngoài đường tự làm việc, rồi về nhà em tự làm việc. Nói chung á, mọi việc là em đều tự xử, giết em quen rồi. Ôi, đi về về mệt chết luôn rồi còn phải tự may vá nữa này. Khổ thân em không. Ôi, không nhờ được con cái tí gì cả hết. Xe chỉ ơ mấy kim em luồn kim, ơ mấy kim em luồn kim. Đấy, mỗi lần em hát cái bài này em lại cứ nghĩ đến cái thân phận của em. Em á cứ ví như là sợi chỉ mà chồng em cứ ví như là cây kim ấy. Mà cây kim nó chết quách đi rồi. Bây giờ bởi vậy nhiều lúc cần cây kim để dùng, không có cái gì để dùng cả. Quá ư là buồn. Thôi hát bài khác cho đỡ buồn. Chị là chị hai sinh, tàng tình là chị hai đứng, đứng một mình. Nhiều lúc tay sinh càng sinh, đứng đứng một mình. Nhiều lúc tay sinh càng sinh. Công nhận đấy, mỗi lần em hát bài này xong em thấy em xinh thật đấy quý vị ạ. À, xinh quá luôn ấy. Đấy, em hát hình như có ai ủng hộ em ấy, cười khúc khích nữa cơ. Ôi chết, nhà có khách à? Dạ, chào cụ ạ. Dạ, cụ tìm ai ạ? Thậu phải không? Dạ. Không nhận ra anh hả? Dạ. Anh là Thọ nè, Việt Kiều Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ, từ Mỹ về kiếm em nè. Cụ ơi, chắc là cụ nhầm nhà rồi. Chứ nhà con không bao giờ mà quen ai là Việt Kiều mà tên là Billy Nguyễn Trường Thọ cả. Không có nhầm đâu. À, đây có phải là ngõ 6, dạ, khu phố 6, phường 6, số nhà 286, xẹt 66, xẹt 16, xẹt 6, đường Võ Thị 6? Dạ, bây giờ không phải trời tháng 6 mà tại sao mưa ướt áo ạ? Cái gì? Dạ, cụ đọc kiểu gì mà mưa nó tầm tã bay lên mặt con ạ? Dạ, đúng đây là địa chỉ nhà con rồi, nhưng mà cụ tìm ai ạ? Ủa, nói vậy em không phải là Hậu, vẫn hay chích chát hàng đêm trên internet với anh sao? Dạ, lúc nãy mưa tầm tã, bây giờ lại mưa lã chã ạ? Là cụ già quá nên nói tới đâu phun mưa đến đấy à? Dạ đúng đây là nhà con rồi ạ. À, nhưng mà cụ tìm Hậu. À đúng rồi. Dạ, con là Hoa. Con gái của con là Hậu. Cả cái làng này ai cũng kêu mẹ con là Hoa Hậu. Mẹ con là tự tin thế ớn, tự xưng mình là Hoa Hậu chứ. Dạ vậy là cụ là khách rồi ạ. À, khách quý lâu ngày đến nhà chơi. Dạ, 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 mời cụ ngồi ạ. À, dạ, cảm ơn. Dạ, để con lấy nước cho cụ dùng nhá. Khỏi, 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 có nước suối rồi. Dạ, cụ ơi, không được đâu, người ta nói ấy, khách tới nhà không trà thì nước, để con lấy nước cho cụ. Chết, hết trà cụ ạ, à, cụ đợi con lấy nước khác cho cụ nhá. Ủa, nước dừa hả? Dạ không, đây là nước mưa mà đựng trong gáo dừa ạ. Đấy, cụ biết không? Mấy khi mà ông trời ông phun mưa xuống, vừa phun một khát là con phải lấy lu con hứng ngay. Cụ uống cái nước này ấy, nó ngon mà nó ngọt, nó còn tinh khiết hơn cả cái nước suối nhà cụ đấy ạ. Cảm ơn. Dạ, cụ dùng ngon nhá. Cụ ơi, cụ uống khéo khéo gạt mấy con lăng quăng ở trong lu ấy. Cụ ơi, cụ đừng phun. Ông bà ta có nói ở dơ thì sống lâu. Cụ cứ uống nuốt hết là cụ thọ lâu lắm cụ ạ. À. Dạ, dạ. Cụ uống ngon nhá. Chết cụ ơi. Cụ ngồi yên. Úi trời ơi. Úi trời ơi cụ ơi. Con xin lỗi cụ. Nhà ruồi muỗi nhiều quá cụ ạ. À. Để con đập tiên sư chúng nó. Muỗi dám bay vào mồm khách này. Muỗi dám bay. Ôi chết rồi cụ ơi. Nó lại vo ve vào miệng của cụ rồi. Cụ đứng đây đợi nó con đập đấy. Trời ơi. Dạ, dạ sao ạ? À? Cái này là một ruồi chứ đâu phải con ruồi đâu. Con nốt ruồi hả cụ? Ôi chết. Thế Việt Kiều về là cứ phải có con ruồi đậu trên mồm đấy hả cụ?
Phải, con mình tôi có à. À, thế là cụ độc quyền chứ gì. Dạ, con xin lỗi cụ, tí thì nữa là cụ dụng hết cả răng rồi. Dạ, không còn cái răng ăn cháo. Dạ, à, cụ ơi, dạ, mời cụ ngồi. Dạ, con hậu đậu quá. Cụ ơi, thế hôm nay cụ đến nhà của con là hình như là cách hậu nó có người ở nước ngoài gửi quà gì về cho nó hả cụ? Dạ, đâu có. Dạ. Con xin tự giới thiệu. Dạ. Con là người yêu của hậu. Ủa, bác sao vậy bác? Dạ. Bác sao vậy? Dạ, không sao ạ. Dạ, bác ơi, bác là má của hậu mà bác kêu con bằng cụ nghe kỳ quá. Dạ, thật sự tôi không biết ai kỳ, chứ tôi mà kêu cụ bằng con nó mới là tổn thọ tôi đấy cụ ạ. Thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ? Đấy, nghe cụ nói xong mà con ho sặc sụa luôn, sắp chết luôn. Cụ bao nhiêu tuổi ạ? Dạ... Cụ bao nhiêu? Khó nói quá, bác đoán thử coi. Cụ tầm 70 chưa? Dạ chưa tới. Chứ bao nhiêu ạ? 69. Có 70 với 69 cũng như nhau, còn rút bớt tuổi làm cái gì? Bớt tuổi nào hay tuổi đó. Thế sao mà... Tại sao cái con hậu nhà con nó quen cụ từ lúc nào mà con không hay biết nhỉ? Thật sự là cụ quen với nó từ lúc nào hả cụ? Dạ, tại vì con với hậu á hẹn nhau lúc giữa đêm không à. Cái gì? Cái hậu nhà con và cụ quen nhau vào lúc nửa đêm? Cái con điên này nó dám hẹn cụ tò te tú tí vào nửa đêm hả? Dạ không phải, ý con nói là con với hậu xích chát với nhau trên internet lúc nửa đêm, bị lo bàn tính chuyện tương lai cho nên nói hơi lâu. Dạ. Dạ cụ ơi, con nói cụ nghe, tương lai cụ không còn nữa đâu, đừng bàn nữa nhá. Với lại ấy, con thấy là cái tình hình tại sao là con của con ấy mà con bán biết bao nhiêu heo gà lợn qué để mua cho nó mỗi một cái computer để nó học hành, cuối cùng nó lại lên mạng nó chít chát quen ngay một cái ông già như là cái ông cụ cố tổng. Thương thật ấy. Mà cụ này, sao mà cụ già mà cụ lấy vợ muộn thế? Sao không lấy sớm sớm tí? Cụ chọn người cho xứng đôi vừa lứa. Cụ lấy con gái nhà con, người ta nhìn vào người ta lại bảo cụ là già mà ham chơi chống bỏi đấy. Chống gì cũng được, miễn còn kêu là tốt rồi. Sớm có gõ được hay không nữa mà đòi kêu. Ôi trời ơi. Ôi mời ngồi cái. Để tôi kêu khách ra, tôi kêu con tôi ra nhá. Hậu ơi, ra có khách kìa. Ôi trời. Mẹ gọi con à? Đang bận quấn cả tay xong nhà ấy. Ê chứ, nhà mình có khách hả mẹ? Dạ con bẩm cô. Cái bà nội bà ấy, người yêu của bà đấy, qua mà gặp gỡ giao lưu đi. Con làm gì cứ người yêu già thế? Này người yêu à? Người yêu gì mà già thế? Con này người yêu. Người... Trời ơi, đây phải hậu không? Sao cầm mã tấu giống đầu gấu vậy? Xin lỗi cụ, mà cụ là ai? Trời ơi hậu, em không nhìn ra anh hả? Billy Nguyễn Trường Thọ nè. Billy Nguyễn Trường Thọ? Ừ, người vẫn chích chát với em hàng đêm đó. Tên nghe nom cũng quen, sao mà không giống hình internet? Trời. Chắc là anh post tấm mình 20 năm rồi phải không? Đâu có, 30 năm. Thế nickname của cụ là gì? Trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già. Có bao giờ trẻ đâu mà bảo già. Chứ còn nickname của tôi là gì nào? Nhỏ hoài không lớn. Con này nó dở người. Đúng thật không? Ấy. Nhỏ hoài không lớn. Mình bé thì giấu đi còn vạch cho người ta xem. Con này con điên. Anh, đúng là anh Thọ của con rồi đấy mẹ. Anh Thọ. Sao ông... anh già thế? Thật sự ấy, nhìn hai người tình tứ nhau mà tôi cứ ngỡ như là ông và cháu. Ôi mẹ ơi. Này, con xin giới thiệu với mẹ nhé. Đây là anh Thọ, Billy Nguyễn Trường Thọ, Việt kiều Mỹ đấy mẹ, vị hôn phu của con. Anh, chào mẹ đi anh. Dạ, con chào má. Trời ơi, cao đất dài ơi. Mẹ, sao mà tôi không có phúc như thế này. Mẹ,
mẹ gặp con rể tương lai sao lại buồn là thế nào? Mẹ đây, mẹ là người đầu tiên trong làng có rể Việt Kiều Mỹ. Mẹ phải hãnh diện lên. Hãnh diện cái gì mà hãnh diện? Mẹ nhìn con rể tương lai của mẹ, mẹ cứ nhớ gương mặt của ông ngoại con ngày sắp mất con à. Trời ơi, trời ơi. Mẹ này, ôi trời ơi, linh tinh trời là trời nào? Ôi trời ơi. Ai nhỉ? Anh bảo em đấy, là tháng tới mới về. Sao lại đổi ý đột ngột, làm người ta chưa có chuẩn bị gì hết. Anh cũng tính vậy quá, nhưng mà tại vì anh nhớ em quá, không ăn được, ngủ được, cho nên anh mới đổi đại vé về với em đó mà, honey. Dừng quá đi. Ủa, má em có bầu hả? Bầu cái đầu nhà ông ấy. Ông nghĩ sao mà bầu? Gớm, tôi nhìn hai cảnh hai người ái ân nhau mà tôi nổi hết cả da gà đây này. Gớm, bố không ra bố, con không ra con, chả ra cái gì cả. Anh đợi em xíu nhá. Em nói chuyện với má em. Mẹ này, từ nay đừng gọi anh ấy bằng cụ nữa nhá. Anh ấy là rể tương lai của mẹ đấy. Anh có chuyện gì nói với mẹ nói đi. Dạ. Dạ thôi, cụ cứ đứng một chỗ đi. Cụ mà di chuyển đến đây chắc là đến Tết năm sau đấy cụ à. Để con đến cho nhanh nhá. Dạ. Cụ có chuyện gì muốn nói cụ nói đi ạ. Dạ sao ạ? Dạ, con tính về đây gặp má để bàn cái chuyện đám cưới con với Hậu đó mà. Dạ thôi, khỏi bàn tính, cụ cứ đưa nó thẳng qua nước Mỹ hộ tôi nhá. Chứ cưới hỏi là tôi nhục như con cá nục nhá. Ôi trời ơi. Dạ nhưng mà ý con này là... Này xin lỗi nhá, tôi đây không dối hơi mà để khiêu vũ với bầy sói nhá. Mẹ ôi trời ơi là trời. Đời người con gái có một lần, con cứ tưởng là mẹ muốn một cái đám cưới thật linh đình để cho nở mày nở mặt với hàng xóm. Nở nồi thì có ấy cô à. Cô nghĩ sao mà cô đám cưới với cái ông già này. Cái ngày đám cưới đi ra đường, tôi với cô nhìn vô ai biết ai là cô dâu hả cô nỡm. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng tượng cái cảnh hai người cưới nhau, thật sự tôi lại cứ buồn nôn. Má ơi, má có sao không vậy? Cảm ơn anh, tôi không sao. Nhưng mà nhìn anh hình như có trăng thì phải đấy. Anh có vấn đề gì phải không? Sao má hay vậy? Ừ. Con muốn restroom. Cái gì? Trời mùa hè nóng nực mà bị rét run à? Mẹ quê quá. Restroom là đi tiểu tiện đây. Dạ. Tiểu tiện thì đi nhanh đi, vãi hết cả ra nhà người ta nữa này. Em lấy giùm anh cái vali cái, trời ơi. Lại còn vali nữa cơ, trời ơi. Nhanh nhanh đi. Đây này em ơi. Công nhận đồ Mỹ cái gì cũng bự cả. Vali cao hơn em đấy. Ừ. Đây đây đây. Ôi. Cái gì nó đây? Chắc là lấy cái bô ra đi tiểu sao? Cái gì bô đâu mà để trong vali à. Má sao tưởng tượng quá. Trời ơi. Cái này là cái thuốc gì đây? Thuốc bổ thận, anh uống thế nước. Mà chắc anh mua lộn thuốc hay sao á. Anh mua toa vua Minh Mạng mà nó bán anh vua Tử Đức mới chết chứ. Cậu quá đi hết. Thôi anh đi. Đi đi nhanh lên, vãi cả ra nhà người ta kia kìa. Đi đâu đây? Dạ thì đi vô tiểu. Đấy phòng ngủ hai mẹ con tôi. Chưa tới toilet đâu. Ở đây không có nhà vệ sinh, đi thiên nhiên hồ cái. Đi ra bụi chuối kìa kìa. Nhanh nhanh cái đi. Ôi trời ơi. Đi cẩn thận đấy nha. Hôm nọ có ông hàng xóm hôm qua ông đi nhờ đấy. Đi kiểu gì cái con rắn hổ mang nó nhìn cái nó phập cái mất luôn của quý. Trời ơi. Đi qua chỗ khác đi. Dạ đi đi qua đây nha. Qua cái bụi tre ngay góc bên này. Xin hỏi một câu tế nhị. Dạ sao ạ? Có bị tiểu đường hay không? Dạ không biết có hay không mà bác sĩ cấm ăn ngọt. Thôi đúng rồi, vậy là tiểu đường rồi. Thôi đừng có đi chỗ đấy. Nước tiểu nó ra nó ngọt rồi mấy con kiến lại tưởng cây mía nó bu vào nó rỉa cho bằng hết đấy. Trời ơi. Sao nhà này giống sở thú vậy? Toàn là động vật thích ăn thịt không à. Thôi đi ra đây. Lộ hộ tôi cái đi. Ông đi từ đấy thì chắc là quần ông ướt hết. Cẩn thận nha anh nhá. Đấy. Trông dáng ấy xinh mẹ nhé. Cứ vừa đi vừa khép y như là gái Nhật ấy. Yêu ơi là yêu. Gái Nhật cái gì mà Nhật? Cô mắt cô bị lộn chồng rồi à? Cô nghĩ sao mà cô đi lấy một cái ông già, già khú, già khắm như thế?
cô lấy về mà cô gãi lưng cho người ta hả? Thì mẹ vẫn dạy con là gừng càng già càng cay. Cay cái nỗi gì mà cay. Này, nói có sách mách có chứng nhá. Người ta Việt Kiều về toàn đô, thằng cha này toàn thuốc là thuốc không thôi. Chả có tí quà cáp gì hết. Đây này, mới vừa mở ra là tao thấy ngay đây này, đấy thấy chưa? Hồ sơ bệnh lý, bệnh nhân Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ, căn bệnh suy thận kinh niên, triệu chứng 20 phút bị đi tiểu một lần. 20 phút bị đi tiểu một lần. Sao không mặc tã luôn đi? Tôi còn đi nhiều lần làm gì cho nó mệt. Ôi giời ơi là giời. Dễ với trẻ gì. Cái gì đây? Đông trùng hạ thảo, tam tinh bổ thận, hải cẩu hoàng. Toàn những cái thuốc gì. Còn cái gì nữa đây? Cương dương bền bỉ, có hiệu quả ngay từ lần uống đầu tiên. Ôi giời ơi, toàn ba cái thuốc linh tinh. Còn cái thuốc gì nữa đây? Vãi cả da. Đấy, đúng rồi, thằng cha này nó uống thuốc này chả chắc gì nó vãi hết cả nhà mẹ con mình con ạ. Cái thuốc này là Vigaza. Vigaza là chữa bệnh gì hả con? Hình như nó là tăng cường tâm sinh lý đấy mẹ. Tăng cường tâm sinh lý. À, cái thuốc Vigaza này hợp với mẹ. Mẹ lấy nhé. Được rồi, con cất cái vali này con trả cho lão nhá. Rồi phế thảo lão ra khỏi nhà ngay cho mẹ nhá. Mẹ không muốn nhìn mặt cái loại người này tí nào hết. Không có phế thải được đâu mẹ ơi. Con ấy chỉ cần người làm hôn thú đưa con sang Mỹ thôi. Già thế này chứ mà còn già hơn nữa đưa con sang Mỹ con cũng bằng lòng. Dạ cô ngồi đây để tôi đưa cô lên đầu của tôi thờ cô nhá. Cô nghĩ sao thế hả cô? Cô đi lấy một cái ông già như thế. Ông khai với tôi năm nay ông 69 tuổi nhá. Nhưng mà thưa với cô nhá, Việt Kiều về đây ấy là hay rút tuổi bớt đi bớt lắm đấy. Ông ấy không chừng là ông ấy là 80-90 rồi. Thôi mùi giời ơi, cô mà lấy cái ông già đấy hả? Về hả? Có mà mai mốt sống không bao lâu thì thành quá phụ ngây thơ, hiểu chưa? Tuổi tác đối với con không thành vấn đề. Nhưng mẹ vẫn hay dạy con á, là một, lấy người thật trẻ để ăn đời ở kiếp. Hai á, là lấy người thật già cho nó chết sớm, đặng đi lấy chồng khác. Cái con này con điên. Đặng thật già cho mau chết. Này, cái loại người đấy nhá, sống không chết, sống không sống mà chết không chết nha. Nó cứ ngáp ngáp rồi nó đơ củ tỏi ra đấy. Cô phục vụ người ta là cô phí cái tuổi xuân của cô hiểu chưa? Con xin mẹ cứ yên lòng. Hễ mà lão ta bị bại liệt là con ly dị ngay. Ly dị cái gì? Cô thì cái gì cô cũng nói được thôi. Mà xem lại vấn đề người ta đi. Có tiền bạc của cái vật chất gì hay không? Anh ấy khoe với con ấy là anh ấy ăn tiền bệnh mà mẹ nhá. Bên Mỹ anh nói là có bệnh là có tiền, cứ nằm ra là có tiền ấy. Sao cái con này nó dở người thật. Có bệnh là có tiền đấy, mày về mày phục vụ nhá. Sung nó rơi đầy mồ mày nhá. Sao mà tao mua cho mày cái computer ấy để mà lên internet chat chít thì cũng lựa cái người ấy cho nó hợp với mình. Lựa ngay cái ông già. Ui giời ôi là giời. Con mẹ với trả cái trẻ tuổi nó thích con à. Con thử quen mấy thằng rồi mà cứ mỗi lần lên mạng là nó cứ bắt con cởi tuốt tuồn tuột ra. Sao mày không cởi ra luôn đi? Này, kinh quá. Cái ô, gì chết, mà chết chết con ơi, mẹ nhìn kỹ rồi. Con đừng cởi nha, tuyệt đối không bao giờ được cởi. Tại vì khi con cởi ra thì nhìn trên internet người ta sẽ nhìn ra con là mặt thì phụ huynh mà thân thể thì sơ sinh nhá. Không nên con ạ. À, ôi giời ơi, kinh quá con ạ. À, đấy, mẹ thấy chưa? Cái gì trên người con cũng bé tí. Mà nhá, đàn ông bây giờ háo sắc lắm mẹ nhá. Đàn ông bây giờ háo sắc á? Đàn ông thời nào cũng háo sắc cả cô ạ. À, chả chắc thế mà mẹ con mình ế chỏng gọng ra đây này. Ôi giời ơi là giời. Năm ngoái mẹ cũng có nhờ con lên internet tìm hộ mẹ một ông. Nhưng mà con đâu có dám, lỡ mà người ta bắt mẹ tuốt tuồn tuột như con thì sao? Dám tuốt tuồn tuột là cởi ra gì? Vâng đúng ạ. Úi dồi ôi, cởi ra thật đấy. Con ơi, thôi đừng cởi. Mẹ mà cởi ra trên thân thể mẹ có mỗi hai con ốc vít. Chết mẹ xấu hổ lắm con à. Đây, mẹ mà cởi ra đi, hai con ốc vít làm nổ tung màn ảnh computer của con đấy. Ôi giời, thôi, thôi. Cô thì lý luận, lý sự, cái gì cũng nói được. Đi về đi ra ngoài xem cái thằng giờ chồng tương lai của cô nó chết bờ, chết bụi đâu rồi. Xem quần áo có cần thay quần cho nó không. Đi vãi hết cả ra ngoài đường bây giờ. Anh
Anh Thọ ơi, anh Thọ có còn Thọ hay không anh Thọ? Công nhận cái nhà này có cái tượng giống người quá. Rõ ràng là mình đi đúng địa chỉ mà sao không thấy ổng đâu ta? Ủa kỳ vậy ta? Ổng đã mất tiêu rồi. Này cô. Ý trời đất ơi, hết hồn. Cô hỏi người hay là cô hỏi ma? Ủa bác, con xin lỗi, nãy giờ con tưởng cái tượng. Cô nghĩ sao thân thể ta này mà bảo tượng à? Tôi là người nhá. Cô tìm ai? Dạ, tìm ông Billy Nguyễn Trường Thọ bác. Ừ, xin giới thiệu với cô là ông Billy Trường Thọ đang ở đây nhé. Ủa gì hả, ông đâu rồi bác? Và cô là cái gì của ông Billy Nguyễn Trường Thọ? Dạ. À, người ta bảo mà Việt Kiều về đây lắm đô là lắm đào. Vừa hẹn với con mình xong bây giờ lại hẹn thêm một con khác đến đây nữa. Để mình kêu con Hậu ra cho nó biết tay nhá. Hậu ơi, ra mà có khách nữa đây. Ai đây? Đấy, mày nhìn đi, mày nhìn kỹ đi, mày so sánh đi. Ai? Giơ hai tay lên đi, giơ hai chân ra đi. Đấy, thấy chưa? Chân mày cũng cụt hơn chân người ta, tay mày cũng cụt hơn tay người ta. Mày thấy chưa? Người ta chân dài tới nách, còn mày nách dài tới chân. Mày nghĩ đi. Ai đây? Mày so bì được không? Xin giới thiệu với mày nhá, đây là con bồ nhí mới của ông Billy Nguyễn Trường Thọ nhá. Nó về đây để nó đánh ghen nhé. Này, tôi nói cô biết nhé, ông Billy Trường Thọ có đến đây, nhưng mà nãy giờ tôi trân trọng báo cô biết là mẹ con tôi chưa hề đụng đến một cọng lông tay, cọng lông chân nào của ông đấy. Dạ. Nếu mà lông ông ấy có dụng thì do ông ấy già của ông ấy tự dụng nhé. Và tôi báo cho cô biết nhé, cô mà đụng đến mẹ con tôi nhá, cô đừng có hỏi tại sao mà đít cô cắm vào cổ mà mặt cô bổ làm đôi, răng môi cô lẫn lộn nhá. Bác bình tĩnh. Dạ, con xin giới thiệu, con là con của ông Billy Nguyễn Trường Thọ. Ồ, thế hả? Sao nãy giờ không báo sớm? Bác đâu có cho con nói đâu. Ôi dồi ôi, tí nữa thì đầu rơi máu chảy ra đây rồi. Xin lỗi cô nhá. Dạ, bác con đâu rồi? Sao mà cứ giang hồ thế nào? Anh đi đâu lâu thế làm người ta đợi mà. Ba. Trời đất ơi, phải đi cuối cái làng này mới có chỗ gì vắng vẻ mới giải quyết được chứ. Ba. Nè, nãy bác gọi con á bằng con, bây giờ gọi bằng ba nghe kỳ quá. Dạ phẩm thưa cụ, cụ già quá, cụ lãng tai rồi, bị đi tiểu vặt bây giờ còn lãng tai nữa à. Con gái cụ đến tìm cụ đấy. Con nè ba. Ủa Diễm, sao con biết ba đây? Thì con đi làm về, con nghe con Hương nó nói ba đi Việt Nam, rồi con phải sắp xếp hết mọi công chuyện bên Mỹ đi, con về con thưa chuyện với ba đó ba. Chuyện gì? Tao với mày không có chuyện gì để nói hết trơn. Hồi tao ở bệnh á, mày với hai đứa em mày có quan tâm tới tao đâu hả? Bây giờ rước về tới đây đặng tính cản đường tao lấy vợ hả? Mày đi về đi, cấm xía cho chuyện của tao hay chưa? Ba hiểu lầm tụi con rồi mà ba. Dạ. Cô ơi, hình như là bố con nhà cô có việc riêng gì muốn nói chuyện đúng không? Dạ. Thôi cô qua đây cô ngồi cô nói chuyện với bố cô đi. Dạ con ngồi rồi, bác ngồi ở đâu bác? À, nhà tôi thì cũng nghèo lắm, có mỗi hai cái ghế thôi. Hai bố con cô ngồi đây nói chuyện thì hai mẹ con tôi vào nằm nhá. Vào nằm con ạ. Mẹ đợi con tí. Ừ. Anh ở đây nói chuyện với con, em vào với mẹ tí nha. Cưng lắm nhá. Cô lại đây tôi bảo này, cô nhìn lại cái dung nhan của cô đi. Cô đứng cạnh con của người ta đấy, cô còn bé hơn con của con người ta đấy. Bày đặt mẹ con nghe nỡ mấy cả người đây này. Đi vào. Ôi giời ơi, vào tôi huấn luyện tôi dạy cô lại tí. Ba à, tụi con nghe ba về đây cưới vợ, mà vợ của ba nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Tụi con không có thể nào chấp nhận được ba à. Không chấp nhận hả? Tụi bay ích kỷ lắm, chỉ nghĩ tới tụi bay thôi à. Má mày mất tao hơn 20 năm, nếu tao ham lấy vợ tao đã lấy lâu rồi. Tao có vậy lo cho tụi bay, đứa nào bây giờ gia đình cũng yên vui hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc rồi tụi bay quên luôn ông già của tụi bay,
weekend không có đứa nào về thăm tao đâu. Một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có nữa mà. Quay á, tao kêu về không có đứa nào chịu về hết trơn á. Đứa nào cũng có kiếm lý do này lý do kia, không bận chuyện này thì bận chuyện khác. Tao có ba đứa con ở cùng một thành phố mà lối xóm người ta cứ tưởng tao có một mình. Ba, tụi con bận thiệt mà. Ba biết rồi đó, ở bên Mỹ đứa nào ngày thường cũng làm hai ba job hết á, còn ngày weekend tụi con ở nhà phải về nhà rồi hút bụi lau nhà dọn dẹp nhà cửa rồi còn phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Tụi bay đâu có thấu hiểu nỗi cô đơn của người già như tao. Nuôi con khôn lớn á là muốn chia sẻ niềm vui với con mà con không hề bận tâm. Tụi bay còn sợ trách nhiệm, đứa nào cũng lâm le đòi bỏ tôi vô viện dưỡng lão hết. Ba, ba hiểu lầm rồi. Ở Mỹ á, con cái mà đưa cha mẹ vô nhà già là không phải trốn tránh trách nhiệm mà vì vấn đề y tế. Ba biết rồi đó, người già thì lúc nào cũng nhiều bệnh hết trơn á. Mà nếu ba ở với tụi con đi, lỡ như ba bị bất trắc chẳng hạn như là tai biến mạch máu não thì đâu có tụi con bên cạnh đi cấp cứu cho ba, phải không? Còn nếu ba ở trong nhà già thì có nhân viên y tế, bác sĩ sẽ cấp cứu cho ba ngay nếu ba có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ ba đâu có vô nhà già đâu mà ba nói. Chưa vô nhà già mà tối ngày nhìn quanh một mình, tao thấy cô đơn lắm mà tao không muốn quấy rầy tụi bay. Cho nên tao phải bước thêm bước nữa, kiếm một người bạn ở tuổi xế bóng, hiểu chưa? Đúng rồi. Ủa bác, nãy giờ bác lén nghe ba con nói chuyện hả bác? Nói chung tôi cũng không muốn nghe lén gì đâu. Nhưng mà cô biết rồi đấy, nhà tôi là nhà tranh vách đất. Bây giờ tôi có nằm, có bò, có quỳ, có trườn bò gì kiểu gì tôi cũng nghe được chuyện bố con cô thôi. Nhưng mà nghe qua câu chuyện ấy tôi thấy đúng đấy. Cô phải lo cho bố cô đi. Ông ấy già rồi, cô đơn lắm. Tôi đây này, mới từng tuổi này đây này, đã cô đơn vò võ nằm một mình chịu không nổi đâu cô ạ. Thấy chưa? Ôi. Tụi bay không lo cho tao á, tụi bay phải xú tao lấy vợ để có người khác lo cho tao chứ, cản hoài là sao? Ba, con đâu có cản ba lấy vợ đâu. Đằng này ba lấy cái người gì đâu mà nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Ba, con nói nha, năm nay ba 74 tuổi rồi. Đấy, thấy chưa, tao nói mà, Việt Kiều về là kiểu gì cũng rút bớt tuổi. Đó, ba 74 tuổi rồi đó, con nhìn ba đó, con còn thấy ớn nữa đó. Muốn chi là cô hậu mới em mấy tuổi, sao ôm ba được á ba? Con ạ, tắt đèn đi thì cũng chả có sao đâu con ạ. Gớm, bà lùn quá, có với nổi cây đèn không mà cứ đòi tắt. Chân thì ngắn, với tắt đèn. Nè, chị hỏi thiệt em nha, em yêu ba chị thiệt hả? Hổng mày, phi ăn xê của tao mày kêu bằng em hả? Kêu bằng má. Em nói thiệt với chị đi. Má. Dạ. À, má nói thiệt với chị đi. Trời ơi. Bộ má yêu ba chị thiệt hả? Mà em má yêu ba chị vì tiền phải không? Này, thôi cô đừng nói linh tinh nữa. Yêu làm sao được mà yêu? Cô nhìn đi, một người già và một đứa trẻ con yêu nhau làm sao được? Mâu thuẫn quá. Nó, con tôi mà có yêu bố cô chỉ vì tiền với giấy xuất cảnh thôi. Mà tôi nói cô nghe, cái chuyện ông lấy vợ thì tôi ủng hộ ông ấy, tại ông ấy cô đơn quá. Nhưng mà cụ ạ, à, cụ lấy vợ cho nó xứng người với mình. Cụ lấy con nhà con ấy, người ta nhìn vào người ta bảo cụ là trâu già mà ham gặm cỏ non à. Nè, nhưng mà chị nói cho em nghe, ba chị tiền dạng tháng có 1,000 thôi đó. Nói quá mày, có 900 thôi. Đó, 900 thì là không đủ ba chị xài nữa. Làm sao mà lo cho em rồi lo cho má của em nữa? Tao lo không nổi, mày không lo phụ tao được sao? Mày làm ở công ty AMI Cargo ha? Cái công ty mà gửi hàng khắp nơi trên thế giới đó ha? Nhanh chóng rồi tận tâm bảo đảm nè. Thấy không? Thấy không? Gửi phao nào tính tiền phao đó, không gửi không tính tiền. Đúng không? Dạ, dạ, nhưng mà con nói ba nghe, con hối cấm cản ba lấy vợ, nhưng mà ba phải lấy cái người xứng đôi vừa lứa với ba hơn. Chẳng hạn như là, nhưng mà là bác đây nè. Mày giỡn hả mày?
Đang yêu con tự nhiên nhảy lên lấy má hả? Phải không em cậu? Được mà. Làm gì có cái chuyện mà tình con mà duyên mẹ thế nào được. Không được. Không được. Hay được. Đây sao mình không nghĩ ra nhỉ? Mẹ này, mục đích của con á là chỉ muốn đi Mỹ thôi, chứ làm gì con yêu thương cái ông già này. Hay là mẹ lấy ông Thọ đi cho con được đi Mỹ mẹ nhá. Này nhá, bây giờ tôi mới biết cái sự thật về con người của cô nhá. Công cốc tôi nuôi cô mười mấy năm ăn học, cô thành tài mà bây giờ con người cô cháo trở như thế à? Có cái loại con nào mà loại con muốn đi Mỹ vì cái mục đích đi Mỹ mà bán mẹ của mình cho một ông già hả? Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ vì một cái mục đích đi Mỹ của mình mà lại làm như vậy? Nhưng mà vì cô tôi phải đành chấp nhận thôi. Ông Anh à, sự thật thì ông cũng nhìn rồi đấy. Nhà tôi thì cây độc một trái mà gái độc chỉ một con thôi. Con nó muốn như thế nào thì tôi phải chiều, chứ tôi cũng không muốn lắm đâu. Ông Anh đấy, hôm nay ông Anh đến đây nhìn đi. Nhìn vào trong căn nhà của tôi đi. Giữa Thúy Vân và Thúy Kiều, ông Anh chọn ai? Cái này phải nói là giữa Thúy Vân và Tú Bà anh chọn ai? Này này này, cơ hội chỉ đến một lần nữa đây nha. Tôi giỡn thôi chị ơi, nói nghe nè. Ừ. Tôi không phải là người mê sắc đâu. Tôi biết. Nếu mà tôi mê sắc tôi đâu có để nguyên cái đầu bạc của tôi về đây. Đúng rồi. Ông Việt Kiều nào về đây cũng nhuộm đầu đen cái dầu hát hết trơn á. À. Thấy không? Tôi đâu có nổ đâu, có 900 tôi nói 900, thấy không? Ý của tôi là chỉ muốn một người cuối đời lo lắng và phục vụ cho tôi thôi. Thì tôi cũng hiểu, nhìn qua câu chuyện thì tôi hiểu. Nhưng mà tôi qua đấy thì tôi lo lắng cho ông Anh thì được rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà còn cái chuyện phục vụ ông Anh thì để kiểm tra lại coi súng ống đạn dược còn dùng được không đấy. Chị ơi. Hả? Mai vẫn còn chạy tốt, cưng à. Cưng. Mới lúc nãy vào thì xưng bác, xong rồi xưng má, xong bây giờ qua chị cưng, tí nữa em thì mà chết rồi nhá. Vậy là hay quá rồi. Ba. À. Bác. Bây giờ dì hai người từ từ tìm hiểu nhau đi nha. Công nhận nhá. Sao? Cái gì cũng có định mệnh với duyên số. Cách đây mấy tháng nữa tôi đi xem bói. Ừ. Bà thầy bói bà phán với tôi, bà bảo năm nay tôi có người nước ngoài về đây cưới tôi. Ừ. Tôi bảo trời ơi tôi già này, có con ma nào nó rước tôi. Không ngờ ngày nay có con quỷ già này về nó xác tôi. Không sao con, quỷ cái nói đúng. Ba với bác, bây giờ hai người cứ từ từ tìm hiểu nhau nha. Cái vài năm sau cái mình làm đám cưới cũng được. Vậy đi. Tôi không là tôi nào. Gì nữa? Còn sống được bao lâu nữa mà từ từ cứ liền đi. Này nhá, cô nhá. Cô có cái lòng tham vô đáy quá đấy. Vạch áo cho người xem lưng thấy cái lòng tham của mình, mục đích đi Mỹ của mình vừa phải phải thôi chứ. Ông Anh ơi, cưới nhanh đi. Hả? Con nó đòi quá. Cưới liền á? Rồi cưới liền. Nó hối quá rồi. Vậy nó hay quá. Làm cái nghề bầu xô khổ thiệt. Lúc này kinh tế nó xuống, mời ít ca sĩ thì không ai đi coi, mời nhiều á thì nó hao lỗ. Khổ thiệt đó chứ. Mình cái gì vậy bà? Buồn cười nhỉ. Hai vợ chồng mình lấy nhau 30 năm nay rồi mà mỗi lần ông nhìn tôi ông cứ giật bắn cả người. Ông cứ làm như tôi là quỷ không bằng đấy. Bà không phải quỷ mà là ma. Ma gì? Ăn mặc gì là trắng toát như hồn ma máu quán vậy bà. Còn ông ấy, ông đứng dậy cho tôi xem nào. Sao? Ông ra đây. Ra đây. Này. Đấy.
già hai thứ tóc rồi mà còn ăn mặc bộ đồ xanh lè xanh lét cứ như con két ấy. Ông xem lại ông đi mà ông cứ nói tôi. Thời trang bà ơi, biết cái gì? Thời trang thời chủng gì? Này, hôm nay dỗi hơi đi ra ngoài phụ tiệm giặt ủi tôi tí. Ông cứ để tôi một mình đàn bà thân quần quật cả ngày vất vả không? Ông hiểu chưa? Tiệm giặt ủi á, bà chỉ nhận hàng rồi thu tiền thôi. Mọi việc bên trong là mẹ nó lo hết trơn rồi. Bà có làm gì đâu mà nói vất vả. Mẹ biết cái gì? Này, tôi nói cho nghe nha, nhiều lúc tiệm nó đông khách quá thì tôi phải vừa giặt ủi tôi vừa tính tiền, rất là vất vả, ông hiểu chưa? Ông dẹp ngay cái nghề bầu xô đi nha. Mai mốt đó, ông Giang phụ tôi đi. Tiệm mà đông khách lên rồi tôi mở trong một tiệm mới nữa. Bà, giặt ủi là cái nghề lượm bà cắt, đâu có vinh quang gì đâu mà bà đặt mở tiệm thứ hai làm cái gì? Này, tôi nói cho ông biết nha, cái nghề giặt ủi của tôi á, là lượm bạc cắt, còn đỡ hơn là cái nghề bầu xô của ông. Cái nghề bầu xô của ông là đổ xuống sông, xuống biển, ông hiểu chưa? Thôi nhức đầu quá, bà đi ra coi tiệm giùm cái đi ha. Để cho tôi làm xô lần này ha. Nếu không trúng thì tôi sẽ ủi với bà đó. Cái gì? Ông ủi tôi à? Đúng. Lâu lắm rồi không thấy ủi yết gì hết. Nói là làm đấy nhá. Hứa đấy nhá. Cái gì vậy bà? Gì? Tôi nói ủi đây là ủi đồ đó. Cái nhìn bà ủi gì nổi. Này, chê tôi rồi gì? Chán tôi gì? Không ủi thì thôi, đằng này ra nhờ mế ủi vậy. Trời đất ơi, nói gì cứ bỏ đi à. Má anh ha. Trời. Ủa, chị Út. Cái gì mà gọi cho tôi mấy chục cuộc điện thoại luôn. Anh biết mà, nhà hàng tôi giờ nó bận dữ lắm. Khách đó xếp hàng vậy nè, không có thời gian cuốn chả giò nữa, anh thấy không? Tóc mà tôi còn cuốn như chả giò luôn nè. Yeah. Không có rảnh tay chân mà cứ điện tôi hoài hà. Yeah. Anh có làm xô á, tôi cũng không có tài trợ nữa đâu. Yeah. Giờ này mà còn nồi móc xô, tôi tưởng anh là bây giờ phải móc bọc rồi đó chứ. Khi gặp mà cứ móc họng tôi hoài. Nói chuyện nghe. Bầu xô á, không phải là cái nghề mà là cái nghiệp. Ừ. Chắc kiếp trước á, tôi nợ ca sĩ, cho nên kiếp này tôi phải trả. Tôi đã nói với anh rồi, anh cứ đầu tư địa ốc như tôi đi. Anh nói không, cho tôi đi, tôi làm 3 xô, tôi mua biệt thự tôi ở. Bây giờ anh làm 10 năm rồi, hình như nhà này nhà mướn phải không anh? Nữa, thì cứ móc họng tôi nữa. Tôi nói gì nghe, bầu xô á, là không có giàu. Ừ. Nhưng mà có cái vui á, là làm giàu cho ca sĩ. Trời ơi. Mà tôi rút kinh nghiệm gì à? À, từ đó giờ tôi thấy làm xô á, chứ bây giờ mà kiếm đủ tiền để mua nhà hết trơn á, mà chỉ thấy là làm xô xong là bán nhà không à. Biết bán là sao làm. Thì thôi, anh có bán 10 căn nữa tôi cũng không có tài trợ cho anh làm xô đâu, tôi đi à. Không, chị à, tôi sắp làm xô mà tôi không có nhờ chị tài trợ nữa. Mà lần này tôi sẽ đưa chị lên đài danh vọng. À, tôi không trả nghiệp cho ca sĩ nữa, mà tôi sẽ trả nghiệp cho chị. Ý là nói cho anh cho tôi 50 vé phi để mời bà con dòng họ tôi đi coi hả? Trời, nhân viên nó tôi nó cũng có thời gian cuốn chả giò, nó thời gian đâu đi coi. Không có rảnh, không có đi coi nữa. Thôi thôi chị, tôi chưa nói hết ý mà, cho tôi 5 phút. Không có thời gian. 3 phút. Tham. 1 phút. 1 phút tôi có thể cuốn được 60 cái chả giò. Cho tôi xin 5 cuốn chả giò thôi. Ngồi xuống đây, ngồi xem. Đây, đây, đây. Tôi sắp làm cái tổ chức một cái cuộc thi Hoa hậu phu nhân, lấy tên là Hoa hậu phu nhân thế kỷ thứ 21. Tôi đăng ký độc quyền cái tên này rồi. Trời ơi, bây giờ anh thi hoa hậu hay mẫu hậu rồi đó là chuyện của anh, nói tôi làm gì? Trời ơi, tôi làm là có lý do. Chị biết không, tôi tổ chức kỳ này á là tôi muốn trao cái vương miện hoa hậu phu nhân thế kỷ thứ 21 cho chị. Bởi vì sao? Bởi vì chị là người duy nhất xứng đáng được đội cái vương miện đó mà thôi. Đúng. Oh my god, chỉ có chị, only you, là xứng đáng đòi cái vương miện hoa hậu thế kỷ thứ 21. Trời ơi, đẹp lộng lẫy, thấy chưa? Đẹp long lanh, đẹp lắm, đẹp long lộn. Tôi nói chị là đẹp lạ lùng, chị là chị đẹp chuẩn không có cần chỉnh. Để ngồi ngồi ngồi. Tàn 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 tàn
Thằng này là thằng nào mà nó lanh hơn tôi vậy anh? Dạ, dạ em xin trân trọng giới thiệu với chị. Dạ em là cố vấn chuyên viên đào tạo hoa hậu. Dạ em là phụ tá đắc lực của anh Hà. Dạ em tên Bá. Hay ghê vậy ha. Làm show mà tên Hà kiếm trợ lý tên Bá. Dạ. Phải, bởi vì làm cái show nào cũng banh sát hết trơn rồi. Bây giờ làm cái này nó nổi luôn nè. Tôi mướn cho hai thằng bảo vệ nó tên Thiên Lôi được không? Giỡn quá à. Chị Út mà chị vui tánh quá à. Chị Út biết làm sao không? Tôi nói bao nhiêu người mà gọi tới hai anh em Hà Bá của tụi tôi một hai đòi trả đủ bao nhiêu tiền để mua cái vương miện này, mà hai anh em Hà Bá tụi tôi đâu có chịu. Tại vì dưới ánh mắt hai anh em Hà Bá của tụi tôi, chỉ có chị đòi cái vương miện này mới giống công chúa Thủy Tề. Trời ơi, rồi cả đời làm nhà hàng cuốn chả giò không. Tự nhiên giờ kêu lên là hoa hậu rồi, mấy anh suối tôi lên sân khấu tôi ngại lắm, tôi mắc cỡ lắm. Trời gì đâu, gì đâu chị ơi, chỗ đông người tôi mắc cỡ lắm. Trời, trời kỳ lắm. Sao đâu chị, không kỳ. Nào thi vậy anh? Tụi tôi đâu có suối chị đi thi thấy không, mà tụi tôi mời chị lên sân khấu để nhận cái chức hoa hậu. Thi chỉ là cái thủ tục thôi. Đúng. Okay. Thi đó chị chỉ là cái thủ tục thôi. Người phụ nữ Việt Nam mình là phải có 4 yếu tố: công, dung, ngôn, hạnh. Mà chị, only you, có 5 yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất là chị có tiền. Trời ơi, đàn bà tao có tứ đức rồi mà tôi có tới ngũ cung lên trời. Bậy. Hả? Làm như là đàn tỳ bà ngũ cung trong này. Chị ngũ đức. À ngũ đức chị ơi. Có tiền lắm không? Ngại dạ, quá. Dạ, trời ơi, ngại quá. Nè, tôi nói chị nghe. Người Mỹ người ta có câu rich and famous. Yes. Có nghĩa là tiền tài và danh vọng. Hai thứ đó phải đi đôi với nhau. Dạ. Nếu giàu mà không có danh thì cũng giống như là một viên ngọc quý mà để trong bóng tối. Oh. À, giống như ông bà mình hay nói là áo gấm đi đêm. Chị mặc áo gấm mà chị đi ban đêm mà sao mà ai biết cái đẹp. Yeah. Không lẽ vừa đi cầm cái đèn pin chiếu chiếu vậy à? Thấy không? Đúng đó. Em nói cho chị nghe, chị giàu đó là chị giàu thiệt. Nó chứ không phải giống như mấy bà kia. Trời ơi, giàu mà giàu nổ, giàu xạo. Em thích chị tại vì chị kín đáo. Trời ơi, giàu mà không ai biết chị giàu tại chị không có khoe của. Trời ơi, chị mà giàu gì em? Giàu gì mà khoe khoang? Người ta giàu cỡ Bill Gates người ta còn chưa khoe nữa kìa. Chị có 4 cái nhà hàng thôi, có gì đâu khoe em. Chị coi một cái nhà hàng, ông xã chị coi một cái, rồi hai đứa nhỏ nó coi mỗi đứa một cái. Vậy đó mà tụi nó học trung học xong nó đòi học nữa, cái tôi mới nói thôi. Học chi con? Ở bên đây á, bằng cấp để làm chi? Để kiếm ra tiền. Má sẽ chỉ tụi con kiếm tiền mà không cần bằng cấp. Nó... Wow, vậy mà quá. Tụi nó không nghe lời. Sao vậy? Nó cứ đòi đi học luật sư. Nó học chi con? Coi cái gương của Kỳ Duyên kia kìa. Học bao nhiêu năm ra bằng luật sư, bây giờ đi quảng cáo sữa dê. Đó. Nên học. Cũng đúng ha. Đúng, trời ơi. Còn nữa, sao, sao chị? Hôm bữa đó tao nói tiền đâu có bao nhiêu tiền. Dư có vài triệu trong nhà Ben nè. Rồi cái là bữa đó tao mới đi kêu coi cái building. Bữa em cái building nào chị? Không, em nghèo mạt lắm đâu có tiền của đâu mà đi coi. Chị đi coi với em nhớ không? Đi với rồi. Tôi vậy. Trời, đi coi cái building đó, cái ông đó đó ông quỳ ông lại ông gian xin, trong khi mình thì dư tiền mà ổng thì không mua, là ổng bị nhà băng nó kéo cái kéo ổng. Thương quá mới mua cái building đó thôi, chứ vợ chồng tôi mua rồi để vậy đó, rảnh leo lên sân thượng thả nhiều chơi vậy đó. Trời, bởi vậy mà ông xã không được cái ông cưng, cái nước cưng vợ, thấy cái tay thả diều cưng cái mua cho mớ hột xoàn đeo chơi vậy đó. Vậy gì? Ủa cái này cái gì đây? Dạ hột xoàn á chị. Vài bữa tôi tặng cho cái kính lúp nha không? Hả? Gì vậy? Kính lúp để soi cái hột xoàn. Trời đất. Hột này hột gì? Hột mè hả? Trời. Vậy đó mà hột xoàn ở nhà ông xã ông mua cho cả bụm. Hôm qua đó cầm cái hột lỡ rớt xuống đầu con chó chết tại chỗ. Trời đất ơi. Dữ vậy hả? Chị ơi, em tưởng cái hộp xoàn của chị là phải chọi con trâu nó cũng chết nữa đó chị. Chứ chó gì chị. Chị thích em rồi đó nha. Dạ. Đó, cái tánh ông xã không được, cái ông cưng vợ vậy đó hà. Ê, cái ông nói thôi mình ơi, để tôi mua chiếc Rolls Royce cho mình, rồi cái mướn tài xế cho nó dìu đỡ mình cho giống bà giống mẹ. Mà tôi nói thôi đừng có làm cái chuyện vậy. Mình có 5-7 chiếc xe rồi. Đó, xung quanh mình còn biết bao nhiêu người nghèo khổ. Đừng có làm... giống như hai anh em Hà Bá nè. Sao 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 chị? Giờ này còn chạy chiếc Rolls Royce ấy, chạy chiếc Corolla màu nâu mười mấy năm về trước phải không?
Thường quá, bữa tôi thấy anh chạy, tôi chạy đằng sau anh, tôi thấy bốn cái bánh nó lông hết trơn rồi đó. Trời, tưởng xúc ra không. Thường quá, trong khi tôi đó thì tôi chạy chiếc BMW, ông xã thì chạy chiếc Mercedes, thằng con trai chạy chiếc Lexus, còn nhỏ gái nó chạy cái chiếc gì nè, cái chiếc mua chừng cái gì nè, ai xin cho đi hả? Trời ơi, Infinity, cái gì ai xin cho đi mà nội? À đó, cái chiếc gì mà mua trần đó. Thôi kệ, vài bữa mà tụi nhỏ nó bỏ, tôi xin bốn cái bánh xe cho anh. Thương quá. Chị ơi, còn chiếc du thuyền chị mua 3 tháng trước sao chị không nói luôn đi? Trời, chị mua tới phi thuyền chứ du thuyền gì em. Trời cũng ơi. Tại ông xã, sao? Ông thương, trời cái tánh ông thương vợ. Ông nói ngày xưa đó em ở Việt Nam nghèo khổ, chèo thuyền ra ngoài cầu ông lãnh bán dưa hấu đó. Thương quá, bây giờ ông mua cho chiếc du thuyền để chèo ra ngoài biển thả dưa hấu cho người nghèo ta vớt ta ăn cho mắc được. Trời ơi, dữ quá. Chừng nào chị tính mua mấy trái đu đạn quăng xuống dưới sông? Anh nhắc em mới nhớ nha. Để ngày mai em mua vài cái lựu đạn em thả xuống sông cho chớp bớt cái đám hà bá đỡ ám em. Anh Hà, anh kỳ quá à. Chị Út chị giàu có, chị muốn quăng cái gì kệ mẹ chị đi. Tự nhiên à. Chị thích em rồi đó nha. Vô đi. Ngồi chị. Thôi mình nói cái vụ hoa hậu đi chị. Giờ cái vụ hoa hậu chị tính sao? Trời, tự nhiên chị thích dễ sợ rồi. Hoa hậu. Trời ơi, thiệt là ngại quá à, mắc cỡ quá à. Chị đừng nói em ngày mấy thi nữa nha. Không có, chị này chị về chị hỏi ý kiến ông xã chị. Hỏi. Nói chị nghe nè. Ở trên đời này không có cái ông chồng nào muốn vợ mình thi hoa hậu ở trên á. Đúng. Người ta thi hoa hậu phu nhân là có 3 mục đích. Thứ nhất là để đánh thức ông chồng mình vậy. Đúng. Đàn ông mà lấy vợ về đó 2 năm sau là quên cái nhan sắc của vợ mình liền, không còn nhớ vợ mình đẹp hay là xấu. Cái này sai nè. Sao sai? Lấy vợ 2 ngày là anh thấy con vợ nó như con quỷ rồi đó anh. Chị thích em nữa rồi đó nha. Thích em rồi. Thôi nè. Dạ. Còn cái thứ hai là có lợi cho cái business của chị. Dạ. Có lợi nha chị. Nghe. Yeah. Chị mà đoạt được cái giải hoa hậu rồi, lúc đó chị có thể công khai đội dương miệng ngồi chiên chả giò. Hồi đó giờ đâu có ai mà chiên chả giò đội dương miệng, thấy không? Không có ai đâu nha chị Út. Only you mới dám làm cái chuyện đó thôi. Chị nó sẽ lên dùng dục. Dạ. Giờ, lên đó nha chị, lên lắm đó nha chị. Dạ. Thứ ba, sau khi chị được hoa hậu, lúc đó cái giá trị và chiều cao của chị sẽ tăng lên. Đó. Ôi, em ngồi kế bên chị mà tự nhiên em thấy chị cao vút như cái tre miễu vậy đó. Nhờ cái dương miệng đó chị. À, thấy không? Lúc đó đó, trong cộng đồng bao nhiêu kỳ event sẽ đổ xô mời chị. Chị xuất hiện trước của công chúng với một cái danh hiệu là Hoa hậu phu nhân thế kỷ thứ 21, chứ không phải là cô Út chả giò nữa. À, thấy không? Lúc đó hàng trăm ngàn thanh niên độc thân sẽ đổ xô đua nhau chà đạp chen lấn lôi ruột để được nắm bàn tay của chị. Trời ơi, thi hoa hậu có lợi vậy hả ta? Trời ơi, thi hoa hậu có 3 cái lợi. Cái lợi thứ nhất đánh thức thằng chồng mình. Cái lợi thứ hai bán được nhiều chả giò. Cái lợi thứ ba là trai trẻ đạp lôi ruột lên hung mình. Trời ơi. Đúng. 3 cái lợi chà bá như vậy đó mà chị bỏ ra có 50 ngàn chứ nhiêu. Dạ. Cái gì mày? Trời đất ơi, đi vô miệng này mua ngoài chợ có 10 mấy bạc mày bán của tao ra 50 ngàn. Trời đất ơi, tao bán bao nhiêu ngàn cái chai vợ mày mua được cái gì miệng mày? Trời ơi. Trời ơi, tao quốc tao bằng tay mày vô. Bình tĩnh chị ơi, đừng có lớn tiếng. Nói chị nghe, hồi đó giờ đó có hoa hậu nào mà lấy giải đâu. Dạ. Ta nhận giải xong rồi ta trả lại giúp trẻ em một câu không à. Mà chị biết á, anh em hà bá tụi tôi mà nghe cái tên không là người ta không muốn. Anh, hả? Trời đất ơi, cái này là mình phải có cái sự qua lại chứ đúng không? Đúng. Ờ, vậy là nếu như thi là phải cho lại chứ. Ví dụ tôi đạt rồi dương miệng là phải cho tôi lại ít nhất là 10 ngàn à. À, phải không? Hả? 10 ngàn hả? Sai chị ơi. Đâu, tụi em, hai này mà bá tụi em. Định giao cho chị 30 ngàn tiền mặt trên sân khấu đó chứ. 30 ngàn tiền mặt? Dạ. Rồi cái vô hậu trường chị mới đưa lại cho hai anh em hà bá tụi em. Tao là sao vậy? Cái gì mới trả 30 ngàn lấy lại liền kìa trời. Sao gỡ giống? Từ từ chị ơi, hồi nãy tôi nói rồi, không có ai nhận giải hết trơn á. Hoa hậu trao lại giúp cho em một câu dạ. Không à. Tụi tôi là hà bá, nghe cái tên là tao đâu có thích. Tụi tôi một câu, coi như chị trao lại cho tôi là đúng rồi. Mồ côi tội lắm chị ơi. Ừ. Nói dạ. Chung vậy là mất trắng 50 ngàn hả? Dạ. Trời ơi, 50 ngàn. Cái gì? 50 ngàn đô. Bán bao nhiêu cái chả giò mới được 50 ngàn đô rồi. Im lặng là được rồi.
Trời ơi, bà này bà hám danh lắm, bà phải chịu thôi. Mày chạy đi làm poster với đăng quảng cáo liền. Rồi rồi, để em cái vụ đó. À, cái gì nữa? Mày nhớ ghi dùm báo là có hàng ngàn thí sinh ghi danh nghe chưa? Dạ dạ dạ, em biết cái vụ đó, kinh nghiệm lắm. À, mà anh ơi, cái gì? Thật sự là mình có bao nhiêu thí sinh? Con bệnh mẹ này à. Hả? Nhưng mà mẹ có 50 ngàn là đủ rồi, đi đi. 50 ngàn là đủ rồi hả? Đi làm lẹ lên. Được rồi, để em. À, nhưng mà anh nói nghe nè. Em phải train con mẹ Út Trả Giò này. Tại anh biết sao? Trời ơi, để đến lúc bà lên sân khấu, bà không biết làm cái gì, bà làm nhục hai anh em mình á. Mày nói đúng. Để em. Chị Út, chị Út. À, em dặn chị Út cái này nha. À, kể từ bây giờ, chị đi đâu, chị làm gì, chị cũng phải nhớ mang giày cao gót cho em. Chị biết tại sao không? Tại sao? Trời ơi, giống như mấy cái bà kia bà đi thi đó, chị biết không? Trời ơi, nhà mang dép lào không à. Trời, lúc lên sân khấu mới mang giày cao gót, nó đi như robot vậy. Đó, kỳ lắm. Em chuẩn bị cho chị rồi. Trời ơi, này chu đáo vậy. Chu đáo lắm. Bằng này. Thích này dễ sợ luôn. Trời ơi, lấy tiền của chị mà. Trời ơi, cái gì mà như đi cà kheo vậy em? Đúng, nó đó chị, cà kheo đó chị. Nè, kể từ ngày hôm nay chị phải mang đôi giày cà kheo này cho em. Hả? Này là vật bất ly thân. Ờ. Trời đánh, chị cũng không được leo xuống nha. Hả? Ai mà có giết chị, chị cũng phải bảo vệ lấy nó. Ờ. Giữ nó nha chị. Ờ. Đứng chiên chả giò cũng phải leo lên nó mà đứng chiên. Chiên cả ngày mà đứng nó chảnh em. Ờ, phải vậy mới quen. Ờ, chú quen. Nói chị nghe nè, rủ em mà chị có đi phi trường đó. À, kệ máy bay, kệ nó. Ừ. Đừng có tháo ra. Ừ. Để vậy chạy thẳng tới cổng phi trường đón chiếc máy bay khác có trật giò kệ mẹ nó luôn. À, nhớ không? À, nhớ rồi. Đó, cái này là quan trọng nhất nè. À, đứng lên đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Sao sao? Đó. Rồi, bây giờ chị tập khóc cho em đi. Trời, tự nhiên rồi đang vui vẻ kìa tôi khóc sao tôi khóc. Không biết gì hết à. Cái lúc mà MC người ta tuyên bố chị giật giải đó là chị phải òa ra chị khóc. À, chứ không á chị đứng tỉnh bơ vậy nè, chị ta biết chị mua giải. Mình set up, đi không? Đúng rồi, nó nói đúng á. Bây giờ nè ha, em làm MC rồi cho em tuyên bố là chị khóc liền nha. Dạ, kính thưa quý vị, như lời quý vị đã tiên đoán, người đoạt giải Hoa hậu phu nhân thế kỷ 21 không ai khác hơn đó là bà Quỳnh Thị Út. Em đó, em có của, em mua cái giải này, em là hoa hậu. Nên. Trời ơi, chị cười kiểu đó làm tao biết chị mua giải rồi. Ừ, không được. Chị phải méo, méo. Chị khấu xấu lắm. Ừ, đúng rồi. Nên là bây giờ nè, em làm lại ha. MC tuyên bố là chị phải méo, méo rồi mới khóc, biết không? Dạ, kính thưa quý vị, hoa hậu phu nhân thế kỷ 21 là bà Quỳnh Thị Út. Gì vậy? Má bà chết rồi sao bà khóc dữ vậy? Để em kìm bớt lại nè. Méo thôi. Dạ, tại vì em xúc động quá. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã bên bầu cho em. Vậy đó, vậy đó. Dạ, em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo. Đó. Em chân thành cảm ơn anh hai, anh Hà Bá đã tổ chức cái show này. Và đặc biệt em xin cảm ơn chồng em đã ở nhà bồng con, thay tã, cho nó uống sữa để em có thời gian em đi thi hoa hậu. Em xúc động quá mà em không dám khóc, em sợ khóc em xúc lông mi dạ. Nín đi, nó xúc thiệt kỳ lắm. Dạ, em xin phép em nín khóc. Chứng đều đứng đây khóc ngồi chắc xúc á, tại vì em không có cái gì thiệt hết á. Chắc em đi trước quá chứ để thôi em hốt cả đống đồ giả. Thôi em đi trước. Đi đi em. Dạ, 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 để em, để em. Nè. Gì? Đang làm cho tốt. Tao bonus cho mày 500 đô. Trời nghe. I like it. À chị Út, chị Út. Dạ. Giữ nguyên cái cảm xúc giống vậy nha. Dạ. Lúc MC tuyên bố là giữ nguyên cảm xúc giống vậy nha. Dạ. Đi trước nha. Ừ. In 5 ngàn cái poster phải không? À, rồi. Rồi, tại lẽ nha. Xúc động quá. Út à. Dạ. Ngoài cái giải hoa hậu ra, còn có mấy cái giải phụ nữa. Hả? À, chị muốn cái giải nào? Ví dụ như là hoa hậu thân thiện. Thân thiện làm gì? Trời ơi, tôi có tiền tôi mua giải, tôi đâu cần thân thiện như thế nào đâu mua. Hoa hậu ăn ảnh. Ý nói ngoài tôi xấu hả? Hoa hậu duyên dáng đi, cái này phải cần có. Cái này có đi, tôi mua cái giải duyên dáng đi, tại vì duyên dáng mới bán được nhiều chả giò. Bán được nhiều chả giò mới có tiền mua cái giải hoa hậu. Đó, được, được, mỗi giải duyên dáng nha. Mỗi giải 10 ngàn. Cái gì vậy? Để cái gì mà bán tiền giải 10 ngàn vậy? Duyên dáng, đừng có nói chuyện như vậy. Ờ, duyên dáng. Nhưng mà tôi lên sân khấu á, tôi đâu có biết nói gì đâu mà duyên dáng. Không biết ứng xử gì đâu. Đừng có lo, tôi đưa trước cho chị học. À, tới ngày đó chị lên sân khấu, chị việc phun ra là ăn tiền thôi. Trời ơi, thích anh ở nhà, chu đáo dễ sợ. Ê, câu 5 ngàn. Gì vậy?
Trời ơi, câu hỏi cũng lấy 5.000 nữa. Ăn bạc mà đi. Duyên dáng. Duyên dáng tổng cộng là 65.000 rồi đó hả? Ừ. Ở kệ bà nó chơi luôn nè. Anh ơi, có cái giải tài năng không? Có. Anh bán cho tôi cái giải tài năng nha. Sao vậy? Anh nói với khán giả rằng tôi có tài dữ lắm á. Tài gì? Trong vòng 30 giây em có thể cuốn được 30 cái chả giò. Nhớ mua cái giải đó nha. Tổng cộng là 75.000. Rồi. Là tôi là hoa hậu được phải không? Rồi, chắc chắn rồi đó. Dạ, em xin kính chào quý khán giả và toàn bộ ban giám khảo. Em xin tài trợ cho tất cả ban giám khảo cũng như là quý khán giả dưới đây ăn chả giò tới khi nào ói ra chả giò thì thôi. Dạ, em xin chào. Chắc giới thiệu mẹ này vô American Got Talent quá. 30 giây mà cuốn 30 cuốn chả giò còn hơn tay xe thuốc rê. Dạ, em xin chào anh. Wow, người đẹp. Đi đâu vậy? Dạ, em tới đây xin đăng ký thi Hoa hậu phu nhân. Ủa, anh chưa đăng quảng cáo mà sao em biết? Ừ, thì cũng nhờ chị chủ của quán hương đó. Chị được mệnh danh là người kính tiếng nhất Busa. Không biết chị nói sao nhỏ xíu hà, mà bây giờ tất cả các tiểu bang ở Mỹ biết hết rồi đó. Biết vậy khổ kêu thằng bá làm quảng cáo. Không sao, khỏi cần. Mời em ngồi. Dạ. Vô đây. À, ngồi xuống. Đẹp quá. Dạ, em đội ơn anh. Em à? Dạ. Em tên gì vậy? Dạ, em tên Phú. Cái gì Phú? Dạ, Trần Triệu Phú. Wow, cái tên nghe nam tính dữ. Dạ, cha mẹ đặt sao thì em để vậy hả? Không sao, miễn là đẹp được rồi. Em làm nghề gì vậy? Dạ, em hả? Em đang có người nuôi. Trời ơi, ai nuôi vậy? Dạ, chính phủ nuôi em. Ở tù hả? Không có, em đang ăn tiền thất nghiệp. Ồ, anh thất nghiệp hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Anh. Sao? Đừng có ngồi gần. Mala, xe ra. À, Mala. Vậy thôi anh xích ra. Dạ. Em giận ba má quá hả? Sao vậy? Giận ba má không cho ngồi gần đó hả? Vậy. Ba má đặt em tên là Triệu Phú mà em lúc nào cũng thất nghiệp hoài hả? Bởi vậy. Anh ơi, sao? Bây giờ không có má ở đây, xích lại gần em nha. Được rồi, anh xích lại gần nè. Anh, mày muốn quá. Sao? Nếu mà em á. Sao? Có con với anh á. Em mà có con với anh á, em sẽ đặt con của tụi mình tên là Trần Tỷ Phú. Tên gì cũng được. Dạ. Nhưng mà có con với em là được rồi. Thương quá. Cái gì ghê vậy? Anh mới làm cái gì ghê á? Trời, ông làm gì mà như con cá nớp bóng vậy? Dạ, tại anh muốn hôn em đó. Đẹp không? Trời đã quá vậy ta. Trời ơi, cái đít gì thấy ghét không? Eo thon nha, ngực đỡ cho cửa. Đây, ba. Dạ. Mày điên hả mày? Điên cái gì? Sao mày mạnh tay vậy? Trời ơi, hư hàng phụ nữ hết. Ai nói anh thằng này phụ nữ? Sao phụ nữ mà? Thằng này là đàn ông. Cái gì? Thằng này là cầu thủ đá banh trong đội của em. Anh này là thủ môn. Sao mày? Anh nhìn cái cặp giò đó đi. Ê, cưng cưng. Dạ, cặp giò là anh coi. Trời ơi. Anh thấy không? Có một đầy sừng băng hết đó. Trời này ơi. Này bạn em. Vậy mày nói vô đây làm cái gì? Anh nghĩ đi. Mình tổ chức thi hoa hậu mà có một mình con mẹ Quỳnh thì Út mới mua giải à. Em tìm quá trời bao có người nào chịu đăng ký đi thi đâu. Em mới sực nhớ tới 11 thằng đá banh trong đội của em. Em kêu nó giả gái hết. Một thằng đứng đây còn 10 thằng ngoài kia kìa. Để em kêu nó vô. Thôi vậy mày. Mày điên hả? Mày vô rủ trong 10 thằng đó nó có đứa đẹp hơn cái thằng này thì làm sao mà bà Út mà được giải được? Bỏ đi. Vậy hả? Dẹp đi. Không được á. Không được. Không được thôi. À, không được thôi. Vậy làm sao? Trời ơi. Vậy là ý anh bây giờ anh không cho tôi thi phải không? Đâu có được đâu. Gì em vậy? Nói cho anh nghe nè, bây giờ không thi qua hậu cũng được nữa. Em sẽ giúp cho anh làm một chuyện. Chuyện gì? Anh nghĩ đi.
Anh thấy rồi đó, em nè, cao như vậy đúng không? Em sẽ dán poster giùm anh. Em cao như vậy em sẽ leo được lên tới đâu mà em sẽ dán được tất cả mọi nơi mà không có thằng nào có thể xóa được mà xé được của anh đâu. Ơi. Cái này, được cái này được nè. Được cái gì? Để nó biết thôi, bây giờ nè, không cần phải nói nhiều, vậy đi. Được anh rồi. Để cái chớp đó cho em nha, vậy nha anh. Tướng chắc á, bữa nào ra đá banh với tụi này nha. Đi nha cho nội. Trời ơi. Ê, dạ. Mày mày về trễ chút mà tao có con cái thằng này rồi. Anh mà có con với thằng đó chắc trẻ ra quái vật. Bởi vậy, hên á, cảm ơn mày. Ôi, dạ. Kè quái thú của anh về tới kìa. Nghe ba làm. Ông à, hả? Ông à. Bình tĩnh chị, bình tĩnh. Tôi đang giặt ủi ngoài kia mà tôi nghe một cái hung tin rất là rùng rợn. Hung tin gì rùng rợn? Tại sao ông tổ chức thi hoa hậu phu nhân mà tôi là vợ ông mà ông không hề báo cho tôi biết? Báo mà biết là cái gì? Để tôi đăng ký dự thi. Trời ơi, sai. Sai cái con mẹ mày. Này, cái cuộc thi hoa hậu phu nhân này nhá, ông tổ chức phải cho tôi đậu giải hoa hậu đấy. Ông mà không có cho tôi đậu giải, tôi phát banh cái chương trình này ra đấy. Trời ơi, cho bà đậu á hậu á là tôi đã á khẩu rồi. Có gì là hoa hậu? Đúng, anh nói đúng đó chị. Không có được đâu. Dừ mày ấy, cứ ý kiến suốt à. Này, tôi nói cho biết tại sao mà tôi thi hoa hậu là vì sao. Điều thứ nhất, tôi đậu giải hoa hậu để tôi thức tỉnh ông dậy. Ông lấy tôi chỉ 2 giờ sau là ông quên vợ ông không còn biết vợ ông xấu hay đẹp. Ông chỉ đi ngó con vợ hàng xóm. Rồi ông về ông nhìn tôi, ông xìu xìu ảnh ảnh. Tôi bảo ông ủi, ông không chịu ủi. Có đúng không? Đúng. Điều thứ hai, tôi đậu giải hoa hậu phu nhân rất có lợi cho cái business ế khách của tôi. Tiệm giặt ủi của tôi đang ế khách sẽ đông khách nườm nượp. Vì tôi đội vương miện, tôi mặc bikini, tôi đứng tôi giặt đồ, tôi ủi đồ. Lúc đó khách không muốn đến cũng phải đến. Đến là vì muốn ngó cái body hấp dẫn của tôi. Có đúng không? Không có gì phải ói. Tôi nói xong tôi còn mắc ói nữa đây này. Điều thứ ba, tôi đậu giải hoa hậu phu nhân, lúc đó kép nhí sẽ theo tôi nườm nượp. Khi đó tôi sẽ sống trong cảnh phi công trẻ lái máy bay bà già. Lúc đó tôi cũng không có thời gian đâu mà lái ông. Ông có muốn lái tôi cũng không còn sức đâu mà lái ông nhá. Hiểu chưa? Có đúng không? Đúng. Có đúng không? Ở đúng không? Đúng. Chị nói đúng. Đúng. Em... con khỉ. Hả? Tao nói cho mày biết nha con quỷ. Cái gì? À không, tôi nói cho bà biết nha, tôi đã nhận người ta 65.000 rồi, không có bỏ được. Này, 65.000 hả? Tôi trả ông thẳng 70.000. Ở dưới đây có ai trả 75.000 không? Không, tôi điều. Trời ơi, sao bà ăn gian vậy? Ba. À dạ. Đi theo, khách khe cho chị trả em 5.000. Hả, chị cho em 5.000? Đúng. Tránh ra còn 500. Trời ơi. Không ngờ chị giặt ủi mà chị giàu có quá. Hồi đó giờ em đâu có dám đứng gần chị, em đứng xa xa không à. Giờ đứng gần chị mới thấy chị, thôi ôi, đẹp lộng lẫy, đẹp lồng lộn, đẹp long lanh, đẹp lạ lùng. Tôi nói chị, nói chung là chị đẹp chuẩn không cần chỉnh. Chị thích làm hoa hậu phải không? Ba cái dương miệng đó nó bắn về mấy đồng cái, em mua cả chục cái trong đây nè. Đem lựa cái cho vừa hợp với chị nha. Đứng tàn 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 méo đi chị. Trời con cái mỏ méo thì dễ thương. Vẫy tay chào, vẫy tay chào chị. Bước đi đi chị. Tàn 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 tàn. Chú rể đứng sát vô. Rể nè hả? Dạ đứng sát vô. Trời ơi, tao nói đúng là trời xanh một cặp chị á. Hai đứa dắt nhau vô động phòng đi. Gì? Giết mày chết cho mày. Em nói lộn. Hai đứa dắt nhau vô phòng. À. Trao giải đi. Dạ thưa quý vị, đây là phu quân, còn em là phu nhân. Chúng em tự tổ chức, chúng em tự giật giải. Nói chung là chúng em tự xử. Dạ em xin chào quý vị à. Trời ơi, tôi tổ chức mà con bị dài mà nó hốt giải. Kể từ bây giờ, ai đang đi cửa hậu, muốn đi cửa chính làm hoa hậu, kiếm em take care cho.
hiền nhát nhục nhã vô cùng nhục nhã. Trời ơi, có gì đâu mà nhục em, sao nói quá. Đợt. Dạ, ủa gì? Anh vô anh coi kiến thử coi. Có gì? Coi kìa cái tướng tá anh á, như con heo nọc vậy đó. Mà đủ chuyện thì mặt tái mét như con gà mái vậy đó, mà còn có chút xíu à. Cái gì? Tôi nói này nè. Ủa, sao anh biết? Gì? Hả? Tôi nói cái gan anh còn có chút xíu à. Thì em biết rồi mà, nào giờ anh là người hiền lành, đâu có quen đánh lộn. Em đâu kêu anh đánh lộn, em kêu anh đánh trúng mà. Ít nhất anh ra đường á, anh thấy chuyện chướng tay gai mắt anh phải nhảy vô anh can thiệp chứ. Có đâu cái thằng ăn cướp nó rượt theo bà già nó giữ cái bóp trước mặt anh vậy đó, anh quay chỗ khác để cho thằng cướp nó xô bà già té xuống đường, mém chút xíu nữa xe cán bả rồi. Anh có thấy xấu hổ không chứ, em mắc cỡ quá đi. Trời ơi, tại vì nó xảy ra bất ngờ lẹ quá cho nên anh không có phản ứng kịp, chứ đâu phải là anh không có muốn giúp bà già đó. Em nói thiệt á, anh ra đường anh thấy vậy anh không can thiệp người ta, mai mốt anh đụng chuyện ai can thiệp tới anh. Tánh em hả, ra đường hả thấy bất bình là rút dao tương trợ liền. Em ơi, cái câu đó là chị viết cho mấy người học cung phu trong mấy cái phim Tàu thôi, chứ em sao được nè. Đó đó đó, thấy chưa nè, nè tương trợ nè, cho nên nè trầy trụa tay chân nè, rồi đầu gối máu tuôn thành dòng nè. Trời đất ơi, không có được đâu em ơi. Nhưng mà em đàn bà tay yếu chân mềm. Em là tay sắt chân chì thì đúng hơn. Nhưng mà ít nhất em cũng được theo là ăn cướp. Em được nó 3-4 ngã tư đường, em nhắm em đàn bà em được theo không kịp chứ gì. Em nhào tới em ôm hai cái chân nó té, anh thấy không? Rồi sao nữa? Rồi em té theo. Trời, ừ, té theo mà cũng nói nữa. Nhưng mà ít nhất em cũng giật được đứa cái bóp cho bà già. Ha? Quay qua quay lại thấy anh đâu mất tiêu. Rốt cuộc thấy anh trốn ở dưới cái thùng rác á. Nhục không? Nhục không? Gì đâu, tại vì anh ở nhà em ăn hiếp anh quá cho nên anh ra đường anh thấy em giơ tay giơ chân là anh sợ anh phải núp chứ. Chứ đâu anh đâu có sợ thằng ăn cướp. Được. Cái gì vậy? Em báo cho anh biết. Trong vòng một tuần lễ anh phải tập cái này ha. Anh đàn ông á hiền quá ra đường người ta coi thường. Em báo cho anh biết cái này là đồ chơi, mai mốt ai ăn hiếp anh chơi liền, biết chưa? Thầy hiền cho nên em có thường anh đó tới giờ rồi. Em báo cho anh biết đây không phải lần đầu nghe. Bữa hổm đi cine cũng vậy nữa, cái thằng cha kia kìa chả công khai chả bóp gì chả bóp đít em trước mặt anh vậy đó, mà anh cũng quay chỗ khác anh làm ngơ luôn à. Làm em phải trở cán vụ em đập nó phun máu đầu ha. Tưởng sao thấy phun máu đầu cái xỉu. Trời ơi, đàn ông gì mà kỳ vậy, đàn ông kỳ vậy. Thì anh muốn đâu có ngờ em mà cũng có thằng nó dê. Cũng có thằng khùng nó dê nó cưới em đó. Thằng nào vậy? Thằng này nè. Em báo cho em biết ha, thà em lấy thằng khùng mà nó gan còn hơn là em thấy thằng hèn nhát. Ok, bây giờ em vô em nấu cơm, anh qua bên má anh coi má sai cái gì từ sáng giờ, má nhắn trong phone mấy lần. Đi lẹ lẹ về ăn cơm. Em có cần anh phụ là làm không. Sao tôi hiền tôi lấy nhận vợ vô con quá trời. Đực. Anh chửi em gì á? Không có. Anh nói em dễ thương quá. Hên đi nha. Đi lại là trời ơi là trời. Tôi khoái thằng chồng bậm trợn lắm mà. Sao tôi lấy nhầm cục bột biết đi vậy. Trời ơi là trời. Âu. Đứng im. Dậy hả? Dậy hả mày? À, đánh lộn hả? Trời ơi, ăn cướp ban ngày hả? Gặp cảnh bất bình rút dao tương tự. Chết cha, không có dao. Đây, có cây. Trời lỡ cây. À, vợ mình nói là phải đánh cái thằng nào mà bự con mặt như con nhất. Đứng lại. Đứng đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mày biết thế này không? Hả? Mày đánh ra sáng đó. Ngồi xuống. Đi đâu? Xe có thương gấp, mở lên. Trời ơi, vợ tôi xui dại không à. Mở lên. Cũng tụi mày nữa. Tụi mày biết cha Trung úy Danny là võ nó giỏi rồi. Ba thằng mình chưa chắc đánh lại đâu. Em biết. Tao kêu hai thằng mày ôm lại có thằng nào ôm không? Em ôm nó đâu ôm đâu. Thằng nào? Cũng thằng này đổ cho thằng kia nè. Hên nha con, hôm bữa mà nó mang súng ra nó bắn là thôi rồi, tiêu rồi nha con. Ông cảnh sát sao ông bắn mình được, anh nói sao? Mày nói sao nó không bắn? Mày đang chơi đồ người ta nó bắn không? Mà em ôm ổng lại mà. Mày chỉ giỏi cái miệng không à? Thì này mày chết cho mày. Mày dám quấn cảnh sát hả? Hả? Tù một công nghe chưa? Đi mày, để lên.
Phen này cho mày tù đột xương luôn. Đi. Vô. Vô. Officer, gì? Cho tôi gọi điện thoại cho vợ tôi để. Làm gì? Lãnh tôi ra. Lãnh hả? Lãnh cái đầu của mày á. Đi, vô. Nè. Bao nhiêu mà? Ê. Tụi mày coi chừng tao nghe chưa? Tụi mày coi chừng tao à? Ê ê, thấy chữ gì không mày? Dạ thấy. Ê, cho mày ngồi đó. Ủa, chỗ này có anh hả? Ờ. Ê, cho mày ngồi đây. Trời ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn hả? Tôi xin lỗi. Vậy thôi. Ai cho mày đứng đó? Trời đất ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn. Mấy anh chắc ở vô đây thường lắm ha. Giỡn mặt đó mẹ. Ê, còn chạy không? Cái gì chạy? Đồng hồ mày á, còn chạy không? Trời đất ơi, Omega mà anh nói. Xe tăng cán qua vẫn còn chạy như thường chứ nói. Dạ, tháo ra mày. Tại sao bà tháo? Giờ tao kêu mày tháo không? Trời ơi, tháo làm dữ vậy. Cũng Omega thì hết. Tốt lắm à. Con sai mà. Ừ. Báo tối. Gì vậy? Ê, gì vậy? Dài hiệu gì mày? Gucci. 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 À, cũng ngon ha. Gucci made in Italy ha. Không phải Gucci mắc in củ chi. Củ chi hả? Củ chi cũng lấy nè. Lột ra mày. Nó mang đâu có vừa anh đâu. Tôi mang số 19 lận à. Cái gì? Mày giỡn mặt hả mày? Mày vậy mà ăn sao sai số 19 hả mày? Thì chân này số 10, chân này số 9 là 19. Lột ra mày. Gì lột? Giờ nó kêu mày lột á. Lột thì lột chứ trời. Ôi, tôi chết tôi rồi, vợ tôi. Đây. Ê chuột. Ê dạ, đại ca. Người ơi. Tao đang cần cái đồng hồ với đôi giày. Em biết mà. Em biết đại ca cần mà. Em có ý là em lột của nó để nạp cho đại ca mà. Ngày này đại ca. Ông hồ ngon lành đại ca. À, ngon lành. À, gai không? Omega đàng hoàng á, Omega. Vậy đó mày. À, trời ơi, em biết. Để cho đại ca, đó đại ca thấy không? Đó, bóng bóng thấy không? Trời ơi, em đúng mang size số 9 đại ca. Em mang size số 13, 14 mà. Em đâu phải số đen. Trời, đại ca hiểu lầm em rồi. Sao? Ê, gì? Sao mày vô đây mà không biết luật mày? Tôi đâu biết luật gì đâu. Mày biết ở đây có đại ca không mày? Ba người tôi đâu biết ai là đại ca. Ê, bộ mày đuôi hả mày? Nè, tôi hiểu mày. Đây nè, đây là đại ca của đảng Bon Tu Dai. Ok. Chào đại ca mày. Dạ, kính chào đại ca Ba Tu Don. Dạ, kính chào đại ca Bon Tu Dai. Thuộc. Đúng mày. Gì vậy? Da mày ăn gì bệnh mày? Có đây ngủ ta mày. Chuột. Ê dạ, đại ca, em. Thấy nó rồi. Em đâu có. Tối để tao ngủ với nó chứ. Hả? Em biết là đại ca phải ngủ trước mới tính yên em biết mà. Tao ngủ trước rồi, tụi bay muốn làm gì đó tụi bay làm. Dạ em biết, đại ca hiểu lầm em nữa. Trời ơi, vợ tôi hại tôi rồi. Vợ tôi. Officer. Ôi, trời ơi, ghê quá. Thì chừng nào em mới được thả vậy? Thả mày hả? Mày đợi chút đi.
Tụi mày giỡn mặt hả mày hả? Mày giỡn mặt hả? Chỗ này cho mày cho mày giật hả? Hả? Còn cái thằng này nữa. Nó làm gì dữ vậy trời? Cái gì vậy? Mày đó mày. Trời ơi sao đứt quay vậy? Mày làm gì vậy hả? Mày có biết là mày đánh cảnh sát này tội nặng lắm không? Cả cái đồn cảnh sát bây giờ đó đang họp lại á tìm cách để trị tội mày đó mày biết không? Phen này mày tiêu rồi con à. Mày nữa nghe chưa? Hồi sáng này á mày đánh ai mày nhớ không? Thì tôi lộn mà tôi đâu có cố ý đâu. Mày đánh Trung úy cảnh sát Danny mày có biết không? Đại ca. Trung úy Danny đại ca. Tụi mày có biết Trung úy cảnh sát Danny là ai không vậy? Ông ta là trưởng ban bài trừ cái bọn du đảng này nè. Ông ta chuyên môn hoạt động underwear. Undercover là tiêu diệt cái bọn du đảng. Mày dám tay không ha? Mày xông ra mày đánh ông lòi cái bản họng ra ha? Mày ngon ha? Mày giải thoát cho con cái thằng cướp khét tiếng này chưa? Officer à. Vậy tôi đã nói là tôi lỡ tay rồi. Nếu mà tôi nghe lời đúng vợ tôi dạy đó, gặp sự bất bình mà rút dao đó, giờ này rồi tôi chém chết cha cái Trung Quý đó rồi. Cái gì? Mày nói gì? Con vợ mày là du đảng hả? Không phải. Chứ lại gì? Du côn mà. Trời ơi, mày chết đi cho mày nghe chưa? Cũng cái thằng ông nội này nè. Đại ca. Làm gì dữ vậy mày? Trời ơi. Vị sếp trời ơi. Lên. Cảnh sát rồi. Lên. Nguyên cái lũ bọn du đảng á, bon to die này nè. Mấy năm nay nó lộng hành, nó quậy nát cái thành phố này. Cả cái đồ cảnh sát á, không có ai mà trị được tụi nó. Cuối cùng á, phải nhờ á, Trung úy cảnh sát Danny á, ra tay, mới tóm được trọn ổ tụi này. Vậy mà mày bị dám nghe là mày xông tới đánh ổng hả? Mày ngon với tao trời hả? Ơi tôi đã nói là tôi lỡ tay mà. Lỡ tay phen này á cho mày tù rụt xương nha mày. Mày dám đánh cảnh sát hả? Dám đánh cảnh sát hả? Tội nhẹ cũng thành nặng. Tao nói cho mày biết nha, mày cứ ngồi ra đi, gỡ vài chục cuốn lịch đi nghe không? Nghe không? Khi mày bước chân ra khỏi cái căn tù nè, vợ của mày á bị người ta xài, con của mày á bị người ta xài, nghe chưa không? Chỉ có điều á là mày phải biết điều với tao không? Trời ơi sao sợ quá vậy? Ngồi dậy. Coi chừng tao nha mày. Về. Anh hai. Hả? Bộ anh tay không mà anh hạ được Trung úy Danny đó. Tại lỡ tay thôi. Trời ơi, Trung úy Danny võ nghệ cao cường lắm. Đó là chưa nói cái vụ mà cha bắn súng nha. Cha mà súng ra khỏi vỏ là trăm phát trăm trúng đó. Bà có thiệt không vậy? Ơi, tại anh trẻ đâu có ngờ là tôi... Trong giang hồ đó, nói thiệt với mấy chú á, nhiều khi á, mình phải bất ngờ tung ra những cái độc chiêu bí truyền mà địch thủ không thể nào đoán trước được. Tôi nói anh hai nghe nha, nguyên cái thành phố này mấy chục băng đảng, mà mỗi lần nhắc đến Trung úy Danny thôi là thằng nào thằng đó là run sợ hết. Thằng nào đụng giá là gục á. Gục liền. Đụng thằng nào rớt thằng đó. Mà bây giờ đại ca tay không mà hạ đường cha rồi là đại ca làm phước cho cái đám giang hồ tụi tôi rồi. Chuyện nhỏ mà. Chốt. Ê dạ đại ca, có em Kiết. Dạ đại ca. Đại ca kêu mày kiếm. Lấy cái áo ra mày. Ê dạ dạ. Mày ấy, cởi cái áo ra mày. Thao ca, cởi áo xong rồi sao đại ca? Trao áo cho đại ca. Chốt. Dạ đại ca. Hiểu mày. Dạ. Kiết. Tụi bay nghe tao nói nè. Dạ. Tao long trọng tuyên bố cho tụi bay biết kể từ giờ phút này. Dạ. Tao không còn là đại ca của tụi bay nữa. Ủa tại sao vậy đại ca? Khoan. Dạ. Đây mới là đại ca của tụi bay. Đại ca. Tụi bay nghe chưa? Dạ. Còn không mau dọn chỗ cho đại ca không? Dạ. Dạ con. Đại ca. Dọn sạch mấy. Đại ca. Are you talking to me? Xin mời đại ca ngồi. Mời đại ca ngồi. Tụi bay nhớ, tao bây giờ chỉ là nhị ca thôi. Nhớ chưa? Dạ. Đại ca. Đại ca kìa. Cái chỗ này hồi xưa em ngồi á đại ca. Dạ. Mấy giờ rồi chuột?
chết. Đi dạ. Đi cả. Có em, có lấy em. Lấy đồng hồ này lo cho sạch trả lại cho đại ca. Dạ dạ. Ba cho sạch. Trả. Trả gì cả cái. Đó. Kiệt. Trả cho đại ca. Trời trong này sao lạnh cẳng quá vậy ha. Kiệt. Dạ. Lấy đôi giày này lau cho bóng đưa lại cho đại ca. Em đánh bóng rồi đại ca. Đeo lẽ mang vô cho đại ca liền mấy. Còn bóng với đại ca. Đó mày. Thuốc mấy, thuốc như mày. Đó. Gầm. Gầm đâu? Nhanh mày. À tao nhớ, tao nhớ. Gì vậy? Gì vậy? Em để gầm đây nè. Đó 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 đại ca. Đó đó đó. Ăn gầm méo. Đi ca, đi ca. Không lẽ tụi mình phải sống ở đây suốt đời sao vậy ca? Bây giờ sao? Em có đề nghị. Đề nghị gì? Đi ca ra đây. Vậy ca, vậy ca. Thử thử chui vô bên giữa không? Đó đó, đó. Có chừng lộ mày, để tao. Để cho anh ta đấy. Tối nay anh em mình chui thử đây ra nha. Mày hay. Dạ. Yeah. Tối. Đại ca, đại ca. Gì? Trung úy Danny nha. Khét tiếng là giỏi võ. Vậy mà đụng với đại ca có một hiệp ơi là gục liền rồi. Em nè, nói thiệt đại ca nha, em nè tập võ mười mấy năm rồi nha. Nhị đẳng Thái Cực Đạo nè, tam đẳng karate nè, tứ đẳng vô Việt Nam nè, ngũ đẳng judo nè, đại khái em á là cao đẳng đó. Em nói thiệt đại ca. Sao bữa nào đại ca giật vài hiệp với em đại ca? Cho em học hỏi mà, vợt vài hiệp. Tôi muốn học hỏi hả? Dạ. Ê, anh nói chú nghe. Chuyện học hỏi đó thì từ từ. Bởi vì học võ đâu phải là học một ngày nó tiến bộ liền được đâu. Em biết, em biết, phải tập mà. Thấy không? Thôi. Tối nay vượt ngục á, ra từ khỏi tù á, anh nhận chú làm đại đệ tử. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Giờ khỏi. Đại ca biết không? Đại ca, em á nha, thượng đài gần 100 lần rồi. Chưa tính là quýnh lộn ngoài đường nè ha. Đường hẻm, đường phố vậy nè. Nè, mới kỳ mới thi thi lên đài nè. Đó, sao? Em lỡ tay quýnh chết địch thủ của em được lên tam đẳng Thái Cực Đạo. Vậy hả? Ở đâu bị ban giám khảo đá cái bóp xuống sân nhị đẳng. Quýnh chết thằng đó mà bị tam đẳng xuống nhị đẳng đó hả? Dạ. Em nói cho đại ca nghe nha. Em có rất là hiếu học. Em mà nghe tin ai á giỏi võ là em bái làm sư phụ liền. Mà thân cỡ nào thân nha đại ca. Sao lên đấu võ đài với em á là em chơi xả láng luôn. Xả láng luôn hả? Chơi xả láng chết chịu ơi nè, không đẻ ra là biết là phải chết liền nè. Đó đai xuống nữa. Đó đai xuống mà hả đại ca, cứ dạ cho em về đường rồi cứ chơi. Mời đại ca. Dạ cứ chơi thoải mái. Mời nè 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 đại ca. Everything guy, okay. Okay. Đúng rồi. Đại ca như thế này mà hạ mình đấu với mày hả mày? Không có đâu em kêu đại ca giỡn với em giỡn. Còn không mau ra xin lỗi đại ca. Đi. Dạ. Thôi khỏi chú ơi. Việc gì đấy? Tôi thông cảm cho chú lắm. Cảm ơn đại ca. Hồi đó chú, anh mới bước chân vào giang hồ đó thì anh cũng giống như chú vậy đó. Đó. Ngứa tài ngứa chân vậy đó. Đại ca. Sao? Đại ca. Chuyện gì? Bây giờ tôi được xin phép thay mặt cho toàn băng đảng Bon Chudai. Xin mời đại ca. Thôi xin lỗi, tôi đã bỏ qua rồi mày.
chua chuyện đó đi. Không, xin mời đại ca đấu với tôi vài hiệp chơi mà đại ca. Yeah! Mẹ luôn! Đó, tối nay có chuyện coi. Được cái gì ca, có lý à. Mà lâu quá à, biết rồi, tao mới còn đặng đừng à. Còn ngon, còn ngon. Ê, đó, đã. Ê, Nhị ca, nhớ đá cái cú mà kìa rồi, Nhị ca đá thằng Mỹ Đen mà 7 feet đó, nhớ không? Nhớ cú đâu? Cái cú nào? Cái cú mà đại ca bay lên đá sông Huy á, bay kêu cao cao đá cái bóp ngay đầu á. Đầu nào? Đầu đuôi á. Vậy mà cái đầu của nó á, trời. Quá là tao quên. Quên hả? Em giật với đại ca, em giật lại, em nhớ cú đó nè. Em đại ca giật á. Ok. Ha, chuẩn bị nha. Đó nè. Đa thả Nhị ca nương tại em đó, đó đại ca thấy không, nhị ca nương tay em á, không ngồi là em rớt xuống nổi giờ đó. Đại ca xin mời. Tôi hỏi ông lần nữa ha, ông có chịu thả chồng tôi không? Bây giờ chưa có làm hồ sơ ra tòa, thả vẫn còn kịp. Ê, what's up baby? Tôi giả mày chết cha mày, giờ ở tù còn dê nữa mày. Nến bà muốn gì đây? Cấp chịu thả không? Nói đi. Chồng của bà đánh sĩ quan cảnh sát, giải dây chuyện bọn ăn cướp là thả làm sao được đây? Tại chồng tôi nghe lời tôi dạy chồng tôi hễ ra đường ha, bất bình là rút dao tương trợ. Chồng tôi can thiệp vậy là công dân tốt, sao bắt người ta? Can thiệp. Can thiệp hả? Trời ơi, tại sao không đi đánh cái thằng ăn cướp mà lại đi quýnh cảnh sát chứ? Thì mặt cha cảnh sát vô cô quý ăn cướp sao chồng tôi biết được? Thôi đi bà, tôi mệt bà quá đi. Bà đi về đi. Mệt bà quá. Bây giờ á phải chờ tòa án quyết định. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Còn gì nữa? Hả? Đại ca xin mời. Mời đại ca. Bà luôn. Gì? Tôi nói cho bà biết nha. Sao? Chồng của bà đó nhất định phải vô tù để làm gương cho người khác. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Được, tôi sẽ về tôi mở họp báo. Ở đi. Tôi sẽ mời báo chí, truyền hình, truyền thanh tới ha, báo cho họ biết Trung Quý Danny, người hùng của sở cảnh sát của ông á hả, bị chồng tôi cho một cái chổi. Cái gì? Ông quên chơi một cái chổi vô mặt, bất tỉnh nhân sự, ngã lăn ra đường phải nằm nhà thương. Lúc đó hả, tụi vô đảng nó coi có còn nể của Trung Quý Danny của ông nữa không? Hát con mẹ này nó cũng phải. Tôi báo cho ông biết hồi nào giờ tụi vô đảng nó sợ ông Trung Quý đen nị như cọp vậy đó. Bây giờ quá ra chỉ lặn cọp giấy thôi, nó muốn đốt lúc nào cũng được hả? Còn ông á, đó mày cái cha mày kìa. Còn ông á hả, trời ơi, đàn ông đàn bà, ông quên, đàn ông gì mà con mắt á như hai cái đèn mobilet vậy đó, móc ngày nào cũng được, móc ngày nào cũng được, là báo cho ông biết vậy đó. Thôi đi. Gì? Thôi đi. Gì thôi? Tôi nói cho bà biết nha. Biết gì? Hiện bây giờ á, Trung Quý cảnh sát đen nị á đang ở trong bệnh viện. Cái tôi sẽ vô trong đó giải thích với ông ta. Vậy không? Sao? Nhưng mà gì? Bà hứa với tôi. Hứa gì? Tôi sẽ thả tình bà ta. Được rồi. Nói gì mà chả được có la lối ông sầm hết trơn nha. Không. Đó. Bởi vì Trung Quý cảnh sát tài năng là bồ của tôi. Làm gì? Làm gì? Làm gì vậy? Vợ làm có này sợ nha. Em hứa với tôi nghe chưa? Hứa. Đừng nói gì hết trơn nghe chưa? Thấy gì đây không? Con heo. Thấy gì đây không? Con gà. Làm gì? Uy tín. Uy tín. Tượng trưng cho tổng chồng tôi. Chồng tôi á bình thường là con heo nọc. Mà đụng chuyện như con gà mái vậy đó. Thôi bây giờ tôi về, tôi hứa chắc với ông uy tín thì mình. Khoan về đứng đây đợi chút. Đứng đây phải không? Đợi chút. Okay. Đợi. Đâu rồi? Cân à Cân. Ê cũng là mày đó nghe mày. Hả? Ở tù suốt đời nha con. Thằng này đàng hoàng chứ mày. Mặt với tao hoài. Thằng áo vàng đi ra. Are you talking to me? Thóc cái đầu của mày á. Đi ra. Nè, trả lại chú. Đi vô mày. Cái gì? Mày còn 5 cuốn nữa mày. Đi. Chú ơi, rất tiếc là anh phải đi về sớm, không có thì giờ để mà chỉ lại mấy cái đòn độc chiêu bí truyền của anh. Thôi, để khi khác nha. Anh, trời ơi, ở tù mới mấy tiếng mà điên rồi hả? Ở nhà có nói thù cũng sợ, vô đây làm bài đại ca. Trời.
ơi, thôi về hút bụi rửa chén cho tôi đi con chuyện ông nội. Để anh đưa em đi. Hả? Thôi thiệt với em nha. Hả? Sau khi ở tù ra đó, ừ, anh bây giờ gan dạ lắm rồi. Vậy sao? Thấy chuyện bất bình, can. Thấy máu, không xỉu. Vậy mới là chồng em chứ. Ê, trời ơi, chồng em biết thôi chứ. Trời ơi, chồng em biết thôi chứ.